quý vị và các bạn, từ sau cơn bão số 9 năm 2009, những năm qua, tình hình sạt lở hai bên bờ sông Đắk Sở Nghé ngày càng diễn ra nghiêm trọng, nhất là đoạn qua thôn 10, Conscoi, xã Đắk Ruồng, huyện Con Rẫy. Hiện nay, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp công trình kè chống sạt lở bờ sông khu vực này, nhưng người dân trong thôn vẫn rất lo ngại và mong muốn các cấp sớm triển khai thi công xây dựng bờ kè để bảo vệ đất đai sản xuất và nhà cửa của dân làng càng sớm càng tốt. Đây là khu vực nhà đất của ông A Trâm, thôn phó thôn 10, Conscoi, xã Đắk Ruồng, huyện Con Rẫy. Ông cho biết trước đây lòng sông rất hẹp, đất thoai thoải ra bờ sông. Sau cơn bão số 9 năm 2009, mưa lũ lớn gây sạt lở hai bên bờ sông, làm lòng sông rộng ra và sâu hơn. Từ đó đến nay, mỗi năm bờ sông lại sạt lở thêm một ít và đến nay đã cuốn trôi gần một sào đất của gia đình ông. Ngay cả gian nhà bếp cũng có nguy cơ bị dòng chảy cuốn đi. Trước tình hình đó, năm 2020, sau cơn lũ lớn, gia đình ông phải di chuyển sang ở nhờ nhà anh em phía bên kia đường. Bà con trồng mì, trồng bắp, rồi sau đó thì thấy sạt lở hết, bà con thì được còn đất thì trồng thêm cây ăn quả và cây mì, cây bắp nữa, rồi sau đó thì nó hết đất rồi, bà con cũng sợ lắm, trồng nó cũng vẫn phá. Nước ăn phá hai sạt lở hai bên bờ, sau đó thì bà con cũng không biết làm cái gì cả. Nếu mà vẫn còn đất thì bà con vẫn làm, có bao nhiêu thì làm bao nhiêu theo mở rộng diện tích, theo diện tích mà đang còn đó. Lo ngại nhất là vấn đề sạt lở, là trước hết là sạt lở là lo ngại nhất, rồi sau đó thì thứ hai nữa là đất sản xuất của bà con cũng hết rồi, không còn nữa, tại vì là bà con sẽ, nhất là cái người mà ven bờ sông này thiếu đất, không còn không ở nữa bên bờ sông nữa. Ngoài mưa lũ, hiện tại ở khu vực này có hai mỏ cát đang hoạt động, làm cho lòng sông ngày càng sâu thêm, làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Người dân cũng ý kiến bên các ban ngành của thôn với là các chính quyền của xã, nói chung là trước cũng mình cũng ý kiến bên xã cũng trao đổi với chủ đầu tư của cát, chủ đầu tư của cát cũng xuống thăm, xuống nói cam kết cho bà con là không ảnh hưởng gì đất của bà con. Nói chung là trước cũng công ty cũng xuống trong làng á, là cam kết của bà con ai có gần đất gần sông á, nên cũng cam kết bảo là nếu mà sau này nó hư hỏng gì hết sẽ bồi thường cho bà con hay là sẽ đắp bờ kè cho bà con, mà cuối cùng thì nói chung bây giờ là cũng chưa có. Thôn 10 Conscoi hiện có 350 hộ sinh sống dọc theo sông Đắk Sở Nghé. Trong đó 64 hộ có nhà, đất sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở. Hàng năm, mỗi khi có mưa lũ lớn, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra và hỗ trợ người dân di dời đến những nơi an toàn. Trong những năm vừa qua thì do ảnh hưởng của mưa bão thì mưa lũ thì cái tình hình sạt lở trên lòng sông Đắk Sở Nghé chủ yếu là từ phía cầu Cầm Bà Rai đi về phía làng Conscoi, tức là thuộc thôn 10 xã Đắk Ruồng. Thì việc sạt lở thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái thứ nhất là đời sống sản xuất của người dân, thứ hai là về cái diện tích đất ở và đất sản xuất. Thì đối với đất sản xuất thì hiện tại như anh chị đã thấy là về cơ bản là cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và bên cạnh đó thì ở làng Conscoi thì khoảng trên 350 hộ dân, thì có một số hộ thì trước đây thì cũng xây dựng nhà ở phía ngoài mép bờ sông. Thì quá trình mà sạt lở thì cũng ảnh hưởng đe dọa đến cái đời sống của người dân. Thì trong các cái mùa mưa trong thời gian vừa qua thì chính quyền địa phương cũng thường xuyên là kiểm tra đánh giá cái tình hình sạt lở. Trên cơ sở đó thì khi có mưa lũ xảy ra thì cũng đến để vận động, kiểm tra vận động người dân để di rời về các cái nơi an toàn để đảm bảo là không ảnh hưởng về người và tài sản. Trước tình hình sạt lở thường xuyên, những năm qua, người dân và chính quyền thôn, xã
đã nhiều lần ý kiến kiến nghị lên các cấp sớm có giải pháp chống sạt lở. Tuy nhiên, do vị trí sạt lở kéo dài, nguồn kinh phí lớn nên việc khắc phục gặp không ít khó khăn. Chúng tôi cũng kiến nghị mấy lần, 2-3 lần rồi, nhưng mà bên huyện, xã, huyện họ cũng nói là cũng ghi nhận theo cái bà con ý kiến về cái bức xúc, cái bờ kè của nhà nước muốn tạo điều kiện cho bà con. Vừa rồi bà con cũng ý kiến kiến nghị của cấp huyện là cấp tỉnh sẽ làm cho bà con cái bờ kè. Rồi chúng tôi mong muốn bà con cũng mong muốn là cấp trên sẽ quan tâm, đảng nhà nước quan tâm bà con thì làm sớm cái bờ kè này để an toàn cho bà con và ổn định cuộc sống của bà con tại thôn làng của chúng tôi. Trong thời gian vừa qua thì thứ nhất là trên cơ sở cái tình hình thực tế sạt lở ở dọc cái bờ sông ấy, thì ủy ban xã cũng phối hợp với các cái cơ quan của huyện kiểm tra đánh giá cái tình hình sạt lở, và trên cơ sở đó thì cũng đề xuất kiến nghị với các cấp các ngành về cái tình hình sạt lở thực tế, để trên cơ sở đó đề xuất là xây dựng có các cái giải pháp để hạn chế cái tình hình sạt lở và để bà con yên tâm sinh sống và sản xuất. Thì trong đó thì có là cái đề xuất là đề nghị xây dựng cái kè chống sạt lở. Hiện nay tình hình sạt lở bờ sông dọc theo thôn 10 Conscoy diễn ra khá nghiêm trọng và tiến sâu vào nhà cửa, đất đai sản xuất của người dân, làm sạt lở cả một đoạn đường giao thông đi vào thôn. Trước những nguy cơ gia tăng sạt lở bờ sông, ngày 8 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định 122 về ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở sông Đắk Sở Nghé, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, nhằm bảo vệ nhà cửa, đất đai của người dân và các công trình hạ tầng đã xây dựng trong khu vực này, đảm bảo an toàn, ổn định chỗ ở và đất sản xuất của người dân, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Công trình có tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.000 mét, tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương bổ sung năm 2023 để khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2024. Hiện công trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện. Sau khi có quyết định xây dựng bờ kè của tỉnh, dân làng và chính quyền địa phương nơi đây rất vui mừng, phấn khởi và đang chuẩn bị các công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình. Ý kiến về cái kè thì cũng đã ý kiến rất là nhiều lần, nhưng mà đến nay thì cũng đã được cấp trên các cấp quan tâm, và hiện nay là cũng đã có văn bản là trong thời gian tới thì sẽ xây cái bờ kè dọc bờ sông thôn 10 cho bà con. Thì khi mà bà con nghe được những thông tin này thì bà con cũng là rất là vui mừng và bớt lo lắng đi đến lúc những cái thời mà mưa bão. Từ khi năm 2009 đến nay, trong công tác sạt lở của sông Đắk Sơ Nghé, thì cử tri, đặc biệt là cử tri xã Tân Lập và xã Đắk Ruồng cũng có ý kiến nhiều lần với các cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì cũng khó khăn về mặt kinh phí để xây dựng công trình này. Khi có chủ trương đầu tư xây dựng công trình sạt lở của sông Đắk Sơ Nghé thì bà con nhân dân rất phấn khởi và hưởng ứng cao để tạo sự đồng thuận cũng như là góp phần đời sống của nhân dân của hai bên bờ sông của Đắk Sơ Nghé. Để công trình sớm được triển khai và đảm bảo tiến độ, huyện sẽ phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Kon Tum trong việc giải quyết thao gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công liên quan đến đất đai, hoa màu, cây cối của người dân. Thứ ba thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để người dân hiểu rõ các chính sách của nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình. Hiện dân làng thôn 10 Conscoy, xã Đắk Ruồng, huyện Con Rẫy rất vui mừng và trông mong công trình bờ kè sớm triển khai thi công để kịp thời bảo vệ nhà cửa, đất đai sản xuất của người dân.
đồng thời mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp sớm dừng hoạt động của hai mỏ cát trong khu vực sạt lở. Vì theo người dân, việc cấp phép cho mỏ cát hoạt động ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao là không phù hợp và đặt ra câu hỏi, số tiền mà nhà nước thu được từ hoạt động khai thác cát có đủ để xây dựng bờ kè chống sạt lở này hay không?